Bộ xã Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bộ xã Đa Huy đang có mặt ở vườn bonsai Cầu Bía và đang đứng trước vườn cây của anh Trọng. Thì anh Trọng vừa rồi mới làm một số cây. Và trong thước phim này thì quý vị sẽ bất ngờ với những cái cây vừa rồi anh Trọng mới làm xong. Những cái đường thân, rồi những cái tay cành của cái cây, rồi những cái đặc điểm quý của những cái tác phẩm đó khiến người xem ai cũng phải ấn tượng. Những cây anh ấy vừa làm ngay trước mắt quý vị. Chào bạn Khoai đấy quý vị nhá. Em chào anh Trọng nhá. Ok. Em đến mà ấn tượng cái cây trực này của anh quá. Bởi vì cây này thì dạo trước em đến ấy là đang rậm, nhưng mà anh vừa làm xong này. Quý vị ơi, quý vị hãy nhìn. Thần pháp phải nói là rất ấn tượng. Một cây trực tay chi đóng chuẩn chỉ, chốt 1, chốt 2 quý vị nhìn thấy. Hiện nay thì bộ khung đã đầy đủ rồi, chỉ cần đi vào chi dăm thôi, cho mịn đẹp thôi. Cái bà này là bà kích lớn đấy. Vâng. Chào anh Ngợi nhé. Chào nhà vườn anh Ngợi Trần. Rồi em chào anh nhé, anh ở đâu nhỉ? Mình Thanh Hà. Anh ở Thanh Hà, dạ vâng. Hôm nay thì cũng có cái sự kiện ở vườn bonsai Cầu Bía. Mọi người cũng trở về đây tham quan rất là đông. Và chúng ta thì ngắm cái cây này, một cây xanh trắng trực của anh bonsai Quốc Trọng. Trời ơi, quý được hai cái tay, tay một tay hai quý lắm. Quý quá anh ạ. Cân đối với tỷ lệ thế này cơ mà. Thần pháp thế này. Đúng rồi. Tầm hơn mét tí rồi. Sau này quả phúc mình nuôi đầy thế rồi. Mét mốt nhỉ. Mét mốt là hoàn thiện mét mốt. Và cũng được vào cái bể đá cổ cho quý vị nhé. Ôi, công sức kiếm cái bể đá này lâu lắm. Cái này thì anh xây dựng bao nhiêu năm rồi anh Trọng ơi? Cái này mình sở hữu xây dựng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Trước nó là cốt tán, nhưng mình cốt tán hả? Tích được cái hai tay nó to, nó đóng lệch. Nó là một con trực mẫu mực. Cốt tán này thì, nhưng mà cốt tán này khả năng là phá lâu rồi. Phá lâu rồi mới có cái tay như này. Bởi vì tất cả là tập trung nuôi hai cái tay này thì mới có to này, đúng không anh? Còn nếu mà cắt sớm thì bên này đã có sẹo. Đúng không anh? Cái này nó đào tạo quá lâu rồi mà cái... Nhưng mà cái khẩu độ của tay nó rất là chuồn. Rồi. Cái ngọn này nó... Kể đường thân, nên... đường thân cũng thế. Đúng rồi. Đường thân có những cái độ méo. Có nét lông sâu. Thật sự là một cái tỷ lệ rất là cân đối. Thích cây này và tâm đắc cây này lắm. Nó vừa cái tầm thước chơi ai cũng chơi được. Vâng. Ví dụ như chỗ mà không gian hẹp cũng chơi được, mà không gian rộng mình vẫn chơi bình thường. Nhưng là chiều cao dưới 1m2. Đấy, dưới 1m2. Nó cũng là cái phong cách form cây của quốc tế. Cây tử ở đây cũng hợp lý này, rất đẹp quý vị nhỉ. Nền nạc 100% hết. Một cây cực kỳ tiềm năng. Cây này thì nếu mịn tít thì khoảng 2 năm nữa anh Trọng nhỉ. Thế rồi, vào tay anh, nếu anh làm cái nuôi cái chi dăm này đây thì là lâu, còn nuôi cái dăm thì đơn giản thôi. Vâng. Cái cút cành nuôi thì nó lâu. 2 năm nữa là mịn. 2 năm nữa thì mịn lắm quý vị ạ. 2 năm là mịn rồi. Cây này thì đang ở cái bể đá bao nhiêu anh Trọng ơi? Bể đá này là nọt nòng 65. Nọt nòng 65 và 1m2. Vâng. Mình tính nọt nòng thôi. Nó cũng là một cái bể đá kích lớn. Anh Quốc Trọng rất nhiều cây quý quý vị nhá. Rất nhiều đồ quý. Và như cái cây bên cạnh này anh đang luyện này. Đấy cũng là một cây xanh dáng lão. Cốt tán tầng ấy. Cũng cốt tán tầng dáng lão. Đúng rồi. Hàng khủng quý vị ơi. Vanh ở đây khoảng bao nhiêu anh Trọng ơi? To lắm quý vị nhá. Vanh này chắc cũng phải trên 300. Trên 300. Hôm nay mình nhìn thấy. Đào tạo cũng lâu rồi đúng không ạ? Cũng 10 năm rồi vẫn còn thạch phôi này. À 10 năm. Đúng 10 năm rồi. Cái này thì khả năng là cũng phải đến tầm độ 4 năm nữa. 4 năm nữa là 4 5 năm nữa mới xong. Là ok đi chơi được. Nhưng đây là cái cây tầm đại, cũng như cây này thì khi xong xuôi phải cao phải tầm độ mét rưỡi đấy quý vị ạ. Đúng rồi. Đúng với cầm rưỡi 6. Một cây cũng xuất phát từ tán tầng. Xuất phát tán tầng ấy. Vành thân chỗ này hơn 300 mà quý vị.
Cái này thì anh ơi, anh xây dựng tác phẩm Tam Đại Đồng Đường à hay như nào đấy? Cái này thì cũng mình cũng chưa biết đặt tên như thế nào. Đây này có con có cháu đây đây. Đúng rồi, đông con nhiều cháu. À, đông con nhiều cháu hả? Phụ tử đồng tôn. À. Như chính cái cốt này của nó là chuẩn, của nó là cây trực. Nó vẫn là cây trực. Vâng. Thì lên trên kia cái cổ ngọn nó lắc là đâu là đúng. Vâng. Ừ, nó mềm. Thì tất nhiên mình tận dụng cây tán tầng thì được, cái này đã là quý lắm. Cái này thì sau cái cổ ngọn đấy to ra thì đúng rồi. Nó đấy. Cũng không còn nhiều cái nét dáng lão nữa, đúng không? Đúng rồi. Đang nuôi quý vị nhá. Nhưng cây này cũng là cái cây cực kỳ tiềm năng của anh Trọng. Hứa hẹn sau này cũng là một cái cây xếp vào hàng thi đấu đó quý vị ạ. Nói chung là mình yêu nó, cũng đào tạo nó. Nếu như mà mình làm nhanh thì là xong rồi, nhưng mà mình làm từng bước một thì nó hơi chậm một tí, nhưng mà sau này nó không bị lỗi lầm gì nữa. Vâng. Mình chỉ có chơi thôi. Nếu để hàng thi đấu thì điểm danh ở vườn anh Trọng cũng khá nhiều quý vị ạ. Chúng ta đến với cái những cây hàng thi đấu. Đây, cây này anh chưa làm hả anh? Chắc cỡ khoảng chục ngày nữa là anh nọc răm. Bởi vì cây này em cũng lóng lòng chia sẻ với quý vị đây. Cây này là một trong những cây hàng thi đấu ở trong vườn của anh Trọng. Một cây năm thân. Đúng rồi. Nó cũng bị chìm xuống một tí đấy. Mình nhìn thấy cái bể đá này. Kích lớn lắm, bể đá này. Tuy mới nhưng mà cái bể đá được làm rất là công phu. Đục bằng tay hết. Hàng là chi tiết cổ đồ. Hàng sai khủng quý vị nhé. Anh có thể chia sẻ cái bể này kích cỡ? Chiều dài 2 mét và chiều ngang nó là 1m4. Quý vị như vậy quý vị mới thấy là cái bể to thế nào. Và cây nằm trên bể to thế nào. Cái này mình cầu kỳ lắm, mình chọn phôi đá này mất 3 tháng mới mua được cái phôi đá này. Chờ đấy. Vâng. 3 tháng. Tại vì cái đá nằm chậu nó không giống như cái đá nằm năng thì nó chắp ghép được. Vâng. Cái này nó phải chuẩn chỉ. Cái size nhỏ thì bình thường. Ấn tượng lắm. Đây, tiếp tục lại hàng thi đấu nữa này quý vị này. Tòa tháp đôi. Bóng mái đang rất đẹp. Cái này cũng trọng lớn. Giờ đây thì anh Trọng có mang tác phẩm nào đi triển lãm thủ đô không? Mình cũng... Thì vừa rồi em có hỏi anh là tới đây anh có mang tác phẩm nào đi triển lãm thủ đô không anh? Thì cũng rất là muốn mang đi đấy, nhưng mà không biết là thủ đô là mình cũng không biết là cái chương trình mang cây đi như thế nào. Thì cũng chưa thể biết được. À. Đấy. Đến hôm nay vẫn chưa biết được thì chắc là khả năng không mang hả? Chắc là phần lớn là không mang. Thế như cái tác phẩm này của anh ấy là đều là cây hoàn thiện hết rồi quý vị ạ, cũng đi chơi mấy cuộc triển lãm rồi. Kích cái này nó là kích lớn đấy đâu vậy. Này thì một cái cây cao phải đến anh ơi cái đến 1m7 nhỉ? Yeah. Đến đấy. 1m7 đấy, 6m7 đấy. Và cái chậu đá này cũng là cái size to này. Đúng rồi, cũng 2m 2m 1m4. Mà cái phôi này là phôi cũ. Phôi đá cũ luôn. À phôi đá cũ. Ừ. Thế nào thấy cái màu anh nhỉ? Yeah. Phôi đá cũ, cái màu đá xỉn xỉn hơn. Đợt trước làm được hai cái, kiếm được hai cái thì một cái bán vào trong Sài Gòn rồi. Vâng. Còn nốt cái này. Thật sự cái này bây giờ kiếm không kiếm được nữa. Khó hả? Cái phôi cũ này không có. Dạ vâng. Tòa tháp đôi của anh. Đây, chúng ta đến ngắm một cây trực cổ của anh Trọng. Cây này nó là đại cổ thụ rồi. Gốc bò ngọn chỉ, cây thả nước lâu lăn. Anh ấy có phải đến sấp xỉ 2 mét đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Chiều cao. Đúng rồi. Anh ấy mua được một cây trực cổ của mình nhá. Lâu đời lắm rồi. Cây trực cổ này cũng có thời gian thả nước này. Thân méo hết rồi. Bẹ nó gồng hết.
là vẹt hết rồi, vui. Vẹt như rễ sung. Rễ sung trâu hết rồi. Sung trâu hết. Nhìn quý vị nhìn thấy cây thả nước, kể cả xanh Nam Điền hay quê, nhìn cái rễ rất thích quý vị ạ. Cây hôm mới về vườn anh Trọng mới rồi. Mới thay lá được có hơn tuần thôi mà nó bắn đi. Vâng. Chục ngày chứ mấy. Cái này kiểu của anh sau em nghĩ là khoảng sang năm nhỉ. Yeah. Sang năm này. Sang năm cây này đẹp lắm. Bông này nó ấm hơn tí nữa. Bởi vì quý vị nhìn thấy cái bông này. Okay. Sang năm thì bông ấm hơn, to hơn một chút nữa. Đúng rồi. Thì bóng mái cây này đẹp lắm. Cao gần 2 mét quý vị nhá. To lắm. Quý vị nhìn thấy này, anh Trọng nhìn đây cho em cái nào. Ok anh. Rồi. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé. Đi cùng với anh Trọng để anh Trọng giới thiệu một số đồ quý nào. Đây nó là một cây long cỏ ngày xưa đấy, long quân thủy. Long đàn Phượng Vũ. Tác phẩm Long đàn Phượng Vũ. Long đàn Phượng Vũ ấy. Một cây long cổ quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy cây long cổ được ngồi đá rất lâu rồi. Lâu lắm rồi. Cái nét đá quý vị này nó nhẹ đẹp hết. Cái đường rễ chính rất đẹp quý vị nhé. Mình nói thật với quý vị thích cây to. Tạo tác cái cây. Quý vị nhìn hệ thống tay cành này. Đang nuôi đấy, nuôi để cho nó. Một cây không những cao mà bóng mái còn rộng nữa. Đúng rồi. Cao cây này phải cao hơn 2 mét quý vị ạ. Cây này phải cao tầm có lẽ là phải 2m3 đến 2m rưỡi. Bóng của nó chiều ngang này nó 3m rưỡi đấy. 3m rưỡi quý vị nhìn thấy. Cây rất to quý vị nhỉ. Một cây long cổ. Đây giới thiệu với quý vị là một cây lam thân. Cây lam thân của anh thì cũng đang hòm hòm rồi đây. Đang hòm hết rồi. Chỉ đợi cho bông để bông to lên, đầy hơn thôi, đúng không anh? Đầy hơn. Trước cây này nó đã từng hoàn thiện rồi. Nhưng mà cái bông vỉ nó lớn quá. Thế là anh mới thu lại cho nó hợp lý so với tỷ lệ của cây. Vâng ạ. Sao Huy đang phải lựa cái góc máy quay phải hơi ngược sáng. Đây quý vị nhìn đến này. Lâm thân. Cây này đã được đi chơi mịn tít rồi đấy. Nhưng mà cái bông nó lớn quá. Vâng. Anh thu lại cho cái bông nó hợp với tỷ lệ của nó. Một thân, một cây chủ to nhất, cao nhất. Rồi. Và vùng quanh là những cái thân lớn nhỏ. Cái đường chạy nó dẻo. Đây giới thiệu với Đức Huy là cây này cũng là một cây cổ mộc Long Vân. Cây này thì già lắm. Một cây long hóa. Kinh và đẹp. Cây tuổi trậu quý vị nhìn thấy này. Cực kỳ ấn tượng. Ờ. Quý cứ quay cái biển này anh em biết là cái nhà vườn là số điện thoại của mình. Đây rồi, đây rồi. Vừa rồi là nhìn thấy các biển của anh là đều tên tác phẩm là đều giới thiệu cho quý vị. Quý vị nhìn thấy cái bộ răm này. Răm này già lắm. Răm hoàn thiện rất lâu rồi. Và cái ten cây. Cũng như cái độ hóa của cây. Hiện nay đợt Đức Huy về là mình chưa cái vào cái chân này nhỉ. À anh mới đặt đến cái đôn đá hả? À đôn đá thì nó có hợp. Quý vị thấy có khác không? Ừ. Một cây xanh long hóa. Cao khoảng rơi vào khoảng 1m3 đấy anh nhỉ. Đúng rồi. 1m3. Lâu đời lắm rồi các cụ chơi đồ chơi đó. Của anh rồi. Đã đi chơi rất nhiều rồi. Ừ. Chúng ta mà lại sang mặt sau. Bà ra hết rồi, bà nó mời quý vị ngắm mặt sau. Cuộn tròn vào cái thống tàu 1m2. Dạ. Cây hiện nay cũng đang trồng ở cái thống thuyền. 1m2 quý vị nhé. 1m2 đó. Đây cũng vậy quý vị ơi. Cái này anh mới thay lá. Em thấy tôi đang đứng gần cái máy phát điện. Có ồn một chút quý vị nhé.
Ok. Chúng ta đến với một một cây nữa, một cây đang dần vào hoàn thiện. Cũng cô tán đây. Cô tán thẳng đấy. Một cây này anh nuôi lâu lắm rồi. Quý vị nhìn thấy này, tán tầng không có chân bệ nhưng anh ấy làm hết rồi quý vị này. Rồi. Cắt hết chân đi. Cắt hết chân đi để làm lại chân. Anh Trọng và Gia Đức Huy nhìn thấy là anh là người chú trọng đến chân bệ. Cây nào kém chân, khuyết ở đâu là anh chỉnh sửa ngay. Cũng như là làm tay cảnh. Anh đang đặt tên tác phẩm là đĩa bay đấy, Đức Huy. À, đĩa bay anh. Nó cũng là một cái gốc tán tầng nhưng mà cái đường vanh của nó hơn 200 mà nó chỉ có cao, chỉ có hoàn thiện chỉ 50 phân thôi. Vâng. Đây cô tán đây quý vị này. Hoàn thiện cả một phốc còn chỉ 60 phân là phôi thứ cấp rồi. Một trong cái phôi thứ cấp. Được cái tán nó chẹt. Anh ra đón nhà vườn lớn kìa. Ai à? Đón em Linh Nga ở Thái Bình, chào em nhá. Ok. Chào anh. Chào Linh Nga. Chào nhà vườn Linh Nga. Chào em Linh, đã từ Thái Bình lên rồi. Anh cứ quay nhá. Anh mới mua được cây mới này đúng không? Trước mắt là quý vị là một cây si đang trong quá trình tạo tác. Cây nào mới anh? Đây. Còn bên này cũng là cây si nữa này. Rồi. Cây này cũng gần hoàn thiện rồi. Gần hoàn thiện à? Trước cũng đồ mới của anh ấy. Thời trước cũng là của anh nhưng anh bán đi rồi anh giờ lại chuộc lại về đi. Đồ chất quá nhỉ. Cốt của nó thì kinh điển. Cốt chất quá. Nó là một cây trực cỏ ngày xưa đấy. Nhưng mà con này là cây form dáng là y như cây sa, cây của chú Sang là cây sập. À. Y chang luôn, nó bảo từ cái đường lối, từ cái form dáng. Vâng. Sau này anh cũng xây dựng bóng y chang đấy. Vâng. Xong là cây ba thân đấy. Cốt quý quý vị ạ, đồ quý. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé. Phôi anh ấy rất nhiều nhưng mà rậm này thì không được chia sẻ cho quý vị đâu. Vẫn chưa dọn, có cây này thì mới dọn ra này, nó là một cây. Cây này là cây cây xanh hả anh? Cây xanh đấy. Kích lớn. Ai dạ. Này Đức Huy phải chắc phải đứng xa thì mới hết được cái vườn của vâng. Mình nó hơi chặt. Đây rồi, lấy được hết rồi. Cây to rất to quý vị nhá, nhưng mà sau có lẽ là cũng chỉ cao khoảng 1m3 thôi khi hoàn thiện. Nhưng mà bóng tàn cây này thì em nghĩ là phải gần 3m ấy khi hoàn thiện. Đúng rồi. 3m, gần 3m ấy khi mà vươn ra. Cây to này lắm. Chỉ có nuôi mới cắt giật thôi. Bây giờ mới làm bông. Vâng. Bây giờ bắt đầu mới đường thân cũng vào. Kỳ dị nhỉ. Ừ. Con này nó được cái nét nét đẹp đó đúng không? Cái nét của nó sau này tay cây... đường thân và tay lắc này quý vị ạ. Lắc rất đẹp. Thì vườn bonsai cầu bía thì có rất nhiều anh em. Nhưng anh Trọng, anh Sơn, rồi anh Tuấn Trè, rồi rất nhiều anh em ở đây tạo lên cái vườn cây chung này. Đây là đều là cái phôi tiềm năng của anh thôi. Còn bên này cũng vậy nè quý vị này. Bên này là cây tương đối hoàn thiện rồi. Phu tê dưỡng tử. Cái này hoàn thiện luôn rồi đấy. Hoàn thiện rồi nhưng mà đang nuôi mầm thở. Chào. Mầm thở nên là rộng. Thì em thua thì. Khủng chưa quý vị, to chưa quý vị đấy. Nhưng mà đến đây thì Bonsai Đá Huy xin phép anh Trọng và quý vị được dừng video ở đây. Vừa rồi thì hôm nay đến vườn anh Trọng thì thấy anh vừa làm một số tác phẩm đấy. Và phải nói là bất ngờ cái cây xanh trắng trực của anh. Thì chia sẻ cho quý vị một cái thước phim. Thì đến đây Bonsai Đức Huy xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Cũng chào Bonsai, cũng chân thành cảm ơn Bonsai Đức Huy đã đến thăm vườn của nhà vườn Quốc Trọng Bonsai. Thì cũng chúc Bonsai Đức Huy có sức khỏe rất là tốt để đi truyền tải những cây quý cho anh em trên cả nước được chiêm ngưỡng và giao lưu. Cũng chúc toàn thể anh em yêu cây trên cả nước được mạnh khỏe. Cảm ơn anh rất nhiều.